Có chồng Chu Toàn và cưng như bà Hoàng, kiều nữ Ngọc Lan khiến khối chị em phải ghen tị. Thanh Bình thích tự tay lo mọi thứ, từ ngoài vào trong cho gia đình. Đây không phải là điều mà người đàn ông nào cũng làm được. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nam diễn viên Thanh Bình vừa chia sẻ hình ảnh về công việc mà anh thực hiện hàng ngày. Cụ thể anh tâm sự, đi quay, đón lô yêu, thu hoạch rau, nắm, mâm mâm hết một ngày, nhờ có lô yêu nên tan hoang vườn rau. Sau khi đến trường quay thực hiện xong các công việc của mình, thì anh lại đi đón cậu quý tử đầu lòng lúc tan trường. Lúc về nhà, Thanh Bình lại lên góc vườn trên sân thượng để hái rau, nấu ăn cho bữa tối. Tất cả những công đoạn thực hiện dàn giáo trồng rau quả đều do một tay anh thực hiện. Cũng chính ông xã Ngọc Lan vào bếp nấu ăn cho cả gia đình, trong khi vợ đang hào hứng chụp ảnh tự sướng. Đây là bữa cơm tối mà anh vừa thực hiện xong. Đã có không ít lần Ngọc Lan xúc động vì thấy một tay ông xã lo liệu hết mọi thứ, ngay cả việc xây nhà 5 tầng, để mẹ con cô thoải mái cũng là chính anh thực hiện tất cả các công đoạn. Từ việc chăm sóc con, nấu ăn, dọn dẹp, đóng kệ tủ, Thanh Bình đều có thể một tay làm hết. Không chỉ có con trai mà vợ cũng được cưng chiều hết mực. Cô chẳng cần làm bất cứ điều gì khi cưới một anh chồng chu đáo như thế này. Đến cả rửa chén cô cũng làm mọi thứ vỡ tung lên. Tuy nhiên tất cả những gì nam diễn viên vun vén cho tổ ấm đều được khiến Ngọc Lan rơi nước mắt. Cô hạnh phúc thừa nhận mình đã cưới đúng người. Về phía anh, Thanh Bình cũng từng bộc bạch rằng anh thương vợ nhiều hơn sau những đổ vỡ mà cô ấy phải gánh chịu. Nam diễn viên luôn biết cách yêu chiều và thực hiện những điều bí mật dành cho bà xã. Dù đã cưới nhau hơn 2 năm, nhưng cặp đôi này vẫn luôn mặn nồng khiến khói người ghen tị.